Về ra sang sát ga sang sa thù, về ra sơ na bà rì mụt cha tì. Bà ra đúc khu bà thà nê na á ta nô su khám ni cha tì. Về ra sang sát ga sang sa thù, về ra sơ na bà rì mụt cha tì. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, được cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trói tai, bị lôi bị siết bủa vây oán cừu. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, ấy mình đã trả bài xong, kính mời huynh trưởng tiếp theo ạ. Kính mời huynh. Dạ, sa thu lành thầy sĩ đại minh. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo. Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng, kính đại lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 291. Para Dukhu Pathanena Atano sukhami chati vera sanghas ga sansato vera sona parimukchati paraduku pathanena atano sukhami chati vera sanghasaga sansato Vera sona parimukchati paradukhu pathanena attano sukhamikchati vera sangsaka sangsato vera sona parimukchati paradukhu pathanena attano sukhamicchati vera sangsaka sangsato vera sona parimukchati paradukhu pathanena attano sukhamicchati vera sangsaka sangsato vera sona parimukchati paradukhu pathanena attano sukhamicchati vera sangsaka sangsato vera sona parimukchati. Thấy gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị giết bùa vây oán cừu. Bản phật thơ của Ngài Diệt Đức. Ngài Bát Tham Mai tính kể tiếp mà thấy cô thư nữ tự duyên giơ tay nên xin được xuống mic. Dạ, cảm ơn. Kính cơn mời cô thư nữ tự duyên. Sa thú Bồn Mát Tha Na. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính chư tôn đức kính bản minh đại đức tịnh tính tôn đức ta kính cô cả anh tính nữ. Dạ, cảm ơn nhập cho biết nghe rõ. Tuy nhiên sợ có những cái tập âm nói bên ngoài á, cho nên là cũng chần chừ. Dạ, bây giờ là càng đã nghe rõ. Bây giờ tự nhiên xin kể câu pháp cú số 291. Paradukhu pathanena attano sukhamicchati vera sang sakka sang satto vera sona parimukchati.
Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh của tỷ viên này không ạ? Mạng hay cho nên nó bị chập chờn. Dạ, cảm ơn. Dạ, bây giờ tỷ viên xin ra kể lại. Rồi bài học nó chạy qua mất tiêu. Alo, alo, Quynh Quá Tha Má có nghe. Rồi, dạ, bây giờ tỷ viên kể lại. Ba biên khu ba tha ni na hạt ta nô su khám cha ti quê ra sắc tham sân ô quê ra số cha tì giao cầu thù bằng Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh không còn nghe âm thanh của cô nữa. Nên Nhật Quỳnh cầm mic, không biết có giật mic cô không thì cô cho một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Xích Ràng Đông, cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Trời ơi, sư rất mít nữa rồi. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh 291. Dạ, cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài học. Bara Đúc Khu Bá Thà Nề Na Á Ta Nờ Su Khá Mít Cha Tị Quê Ra Sàng Sáp Ra Sàng Sáp Thờ Quê Ra Sơ Na Bá Ri Mút Cha Tị Bara Đúc Khu Bá Thà Nề Na Á Ta Nờ Su kham mít cha ti quê ra sang sắp ra sang sát thở quê ra sơ na ba ri mốt cha ti. Gieo khổ đau cho người mong cầu đạt cho mình bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù. Dạ, mến chào tâm pháp vừa vào đạo tràng rồi tại chạy mất tiêu. Dạ, con xin được kể ạ. Bà rút đúc khu bà thả nê na a ta nô su kha mịt cha ti quê ra săn sắp bà săn sa thôn quê ra sô na bà rít mít cha ti bà ra đúc khu bà thả nê na a ta nô su Kha mít cha ti về ra sang sắp bà sang sa thô về ra sô na bà đi mua cha ti cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lẫm thai kẻ ngu thù hận trói tay bị lôi bị xiết đũa vây bán cù. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bản trước là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nhật Minh thấy Cẩm Vân vào đạo tràng rồi và sư cũng trở lại đạo tràng rồi. Cẩm Vân ơi, có cầm mít được không? Dạ, nếu cầm mít được cho Nhật Minh một tín hiệu. Nhật Minh nhường mít. Dạ, Nhật Minh thấy tâm pháp vào rồi tâm pháp cũng chạy mất tiêu. Dạ, rồi mời Cẩm Vân nha.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thanh Ma Giá, Nam Mô Sông Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 291. Phá ra đúc khu Bá tha ni na Ác tá nô sú Khá mít chá tí Quê rá sằng Sắc gá sằng Sát phô Quê ra sô ná Phá rí mút chá tí Phá ra đúc khu Phá tha ni na Ác tá nô sú Khá mít chá tí Quê ra sằng Sắc gá Sằng sát thô Quê ra sô ná Phá rí mút chá tí Phá ra đúc khu Phá tha ni na Ác tá nô sú Khá mít chá tí Quê ra sằng Sắc gá Sằng sát thô Quê ra sô ná Phá rí mút chá tí Gieo đau khổ cho người Mong cầu lạc cho mình Bị hận thù buộc ràng Không sao thoát hận thù Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Cứ gieo đau khổ cho người Để tìm hạnh phúc Nực cười lắm thay Kẻ ngu thù hận trói tai Bị lôi bị xiết Bủa quay quán thù Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và cảm nhân đã ôn bài xong Dạ mến mời bàn tay của tâm pháp Mời bàn tay Sĩ Nhật Quỳnh nha Dạ, sa thú kính cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Có lẽ tâm pháp không cầm mít được rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai Nhật Quỳnh kính. Cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên. Cảm ơn Huynh Quá Thanh Á. Cô ấy Minh Xích Trần Đạo Xích Đàn Đông đã hoan hỷ lên kỳ kinh. Dạ, bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp của kinh số 292. Rất là xa thú với Rạng Đông mở hàng dù thì ế rồi cũng sẽ đắt nha rất là xa thú Rạng Đông và con tri ân sư cho con một tín hiệu và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài pháp của kinh số 292 Nam Mô Bụt Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang Kha Giá Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, Nhâm vườn lộc giả ngài dời chân sang Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử Có năm thầy thính dự pháp từ Đó là nhóm kiều trận như Được hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng chăng thối không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập Tám mưa lành rơi khắp thế gian Bởi nhân cơ tính rõ ràng Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi
chúng sanh người khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 292. Nhược Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, kính đến lễ chư đại đức tăng cùng mến chào quý vị ở trong diễn đàn kênh Pháp Cú chuyên đề. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho được biết âm thanh được tốt và rõ. Dạ, trước khi đi vào bài học tối hôm nay, tên đại xin cung thỉnh chư tăng và kính mời quý vị chúng ta cùng lễ bái tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sangha Namami. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Lời đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay, cho phép Tịnh Đạt xin kính chúc chư tăng vừa mới phát nguyện nhập hạ an cư 3 tháng mùa mưa, và kính chúc toàn thể quý vị, những vị nào có cái sự tòng hạ theo chư tăng luôn luôn được cái dồi dào sức khỏe và gặt hái được cái thành công tốt đẹp trong suốt 3 tháng an cư, hạn chế trong cái việc đi lại, và xem như là 3 tháng để nhiệt tâm hành pháp tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài Kinh Pháp Cú số 292 trên 423 câu. Như vậy là chúng ta đã đi hơn nửa đoạn đường rồi. Mong rằng diễn đàn Kinh Pháp Cú chúng ta sẽ được duy trì và phát triển, và sẽ đi đến cuối con đường của bài kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú số 292 có nội dung như sau: Yang hi kichang tappa tadapa withang akichang bana kairati Unalanang pamatanang tesang watanti asawa. Việc đáng làm không làm, việc không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt tăng trưởng. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Bởi vì việc gì đáng làm thì bỏ qua, hơn nữa việc không đáng làm lại được làm. Đối với những kẻ cao ngạo bị sao lãng thì các lậu hoặc của những kẻ ấy tăng trưởng. Bản dịch của ngài Inda Chanda Chánh Thân. Dân hi ki chăng đa pa huyết thăng a ki chăng ba na ca yi ra ti o na la năng ba ma ta năng tê sang wa than ti a sa wa. Đầu tiên trong buổi học chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu Pháp Cú số 292 này. Câu thứ nhất là Yang hi ki chăng,
tada pa vít thằng dân là vị ấy hay là cái việc ấy. Dạ. Hí có nghĩa là bởi vì. Cái chân ở đây là phận sự hay là dịch sát nghĩa là việc nên làm, phận sự nên làm. Ta đá bao quýt thân, ta đá bao quýt thân là từ ghép của hai từ tăng cộng với apa quýt thân. Tăng cộng với apa quýt thân. Tăng ở đây cũng là vị ấy hay là việc ấy. Apa quýt thân có nghĩa là đã bị bỏ qua. Cái câu thứ nhất nếu mà chúng ta dịch theo văn xuôi đó thì chúng ta dịch là việc đáng làm không làm. Còn dịch theo ngữ vựng Pali thì chúng ta sẽ dịch theo cái cách là tăng hay giá tá đó. Việc nào, dân ở đây là việc nào, dân kích chân là phận sự nào nên làm. Apawit thăng lại từ bỏ tăng kích chân phận sự ấy. Và nếu chúng ta dịch trọn vẹn cái câu đó thì chúng ta là dân hi kích chân tăng kích chân apawit thăng. Giờ chúng ta đi vào câu thứ hai. A kích chân pana kajirati. Akichang là phận sự không đáng làm hay là việc không đáng làm. Pana, pana đây là một cái từ điểm. Thật vậy. Kajirati, kajirati là nên làm. Phận sự nào không đáng làm thì lại làm đó. Rồi chúng ta đi vào câu thứ hai, đó câu thứ ba là unna la năng pamatta năng. Unna la năng pamatta năng. Unna la năng là những kẻ cao ngạo. Những kẻ cao ngạo. Pamatta năng. Pamatta năng, pamatta thì chúng ta gặp đến rất là nhiều lần rồi. Đó là phóng dật, những kẻ phóng dật. Rồi chúng ta đi vào câu cuối cùng. Tê sang quát thanh tí a sa hoa. Tê sang quát thanh tí a sa hoa. Chứ tê sang đây là cái đại từ của hai cái từ un la na năng và pamatta năng. Là những kẻ ấy. Những kẻ ấy đây là un la năng và những kẻ pamatta năng. Những kẻ cao ngạo, những kẻ không phóng, những kẻ phóng dật. Quát thanh tí là sự tăng trưởng, là tăng trưởng, động từ tăng trưởng hay là lớn mạnh, phát triển. Asawa hay là asawa lậu hoặc,
Rồi như vậy chúng ta đã đi điểm sơ qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 292. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 292. Yang hi ki chang ta ra ba wit tang a ki chang ba na ka yi ra ti o na la nang ba ma ta nang te sang wa than ti a sa wa. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tăng cùng với đại chúng, thì câu kệ ngôn pháp cú số 292 này có cái duyên sự liên quan đến các vị tỳ khưu xứ Phatiya, và cái duyên sự này cũng là cái duyên sự của câu pháp cú kệ ngôn số 293. Chúng ta có nhóm câu pháp cú 292 và 293 cùng một duyên sự. Câu pháp cú này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết khi Ngài ngự tại Chatiyavana. Chatiyavana có nghĩa là khu vườn hay là khu rừng nhỏ đó, tên là Chatiya. Cái địa danh này thì đối với người nghe Pháp, học Pháp, chúng ta ít có bắt gặp. Nhưng mà theo tìm hiểu của Đạt đó, thì cái địa danh này cũng có liên quan không những cái bài kinh pháp cú này không, mà còn được ghi nhận trong tạng luật liên quan đến một cái điều luật mà Đức Phật này đã chế định. Đó là cái điều luật liên quan đến cái phần dép của chư tăng. Khu vườn hay là khu rừng nhỏ Cha Tí Giá nằm gần cái thành phố Phatiya. Phatiya này thì được ghi nhận là tên trùng tên rất là nhiều, kể cả địa danh hay là danh từ riêng. Cái thành phố này thì cũng ít được nghe nhắc đến ở trong kinh điển. Trong kinh điển thì cái thành phố Phatiya này được ghi nhận đó là một cái thành phố của cái xứ gọi là Ăn Cá. Và cái xứ cũng gọi là Ăn Cá. Trong cái dịp này thì chúng ta cũng may mắn để mà học thêm về cái lịch sử ở trong thời kỳ của Đức Phật. Cái xứ Ăn Cá này cũng là một cái xứ rất là lớn, phồn thịnh ở trong thời kỳ Đức Phật. Nó thuộc một trong những cái xứ lớn, một trong 10, ở đây được ghi nhận là 16 cái xứ gọi là tiểu quốc đó, rất là phồn thịnh. Bên cạnh Ăn Cá có như là Magadha hay là Kosala hay là xứ Mala, xứ Kuru, vân vân, hay là Gandhara, một trong 16 cái xứ hay là quốc độ hay tiểu quốc ở trong thời kỳ của Đức Phật. Và trong cái xứ Ăn Cá này có cái thành phố tên là Phatiya, và gần cái thành phố này có một cái khu vườn hay là cái khu rừng nhỏ tên là Chatiya. Và các vị tỳ khưu sau khi đã có duyên lành với giáo pháp, duyên lành với Đức Phật, đã xuất gia và đã an cư tu hành tại cái khu vườn Cha Tí Giá này. Và trong cái tặng luật đó, thưa quý vị, có đề cập rất là chi tiết và rõ ràng đến cái duyên sự mà chúng ta học ở trong câu kệ ngôn pháp cú số 292. Một lần nọ thì Đức Phật Ngài đi từ Varanasi về đến thành Phatiya và ngự tại cái khu vườn
khu rừng nhỏ đó, Chatiya. Chatiya. Và lúc bấy giờ các vị tỳ khưu ở Patiya sống chuyên chú và gắn bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách. Thì không biết lịch sử về cái đôi giày, đôi dép này nó có xuất hiện ở tại Ấn Độ từ khi nào, nhưng mà cái người xuất gia thì các quý vị biết thì khi mà đi trì bình khất thực đó, tức là đi bát khất thực vào những cái buổi sáng trong ngày đó, thì sẽ không có mang dép. Hoặc giả là những cái vị ở trong rừng sâu đó, thì Đức Phật Ngài cho mang dép đi đến bìa rừng, sau đó thì để vào một cái chỗ kín đáo và đi chân trần vào trong làng để khất thực. Tuy nhiên thì những cái vị tỳ khưu sống tại khu rừng Chatiya thì lại chăm chút cho cái đôi dép của mình. Đôi dép kiểu mẫu nè, màu sắc nè, và chất liệu làm cho cái đôi dép mà mình mong muốn được ưng ý, vừa lòng, thỏa mãn, và tạo ra nhiều cái kiểu mẫu khác nhau. Có người cái vị thì làm bằng cỏ, người làm bằng cỏ, bằng lá cây, bằng dừa nước, rồi làm bằng rễ sen, làm bằng len, vân vân. Và trong cái việc mà chăm chút như vậy thì các vị này tốn thời gian rất là nhiều, xem như là phần lớn thời gian ở trong ngày đó các vị này để tạo ra, để sản xuất ra, hay là tạo những cái kiểu mẫu khác nhau, những cái chất liệu khác nhau thiên về đôi dép. Thì cái những vị tỳ kheo ít có bận tâm về những cái sự chăm chút cho đôi dép, hoặc là có cái sự phàn nàn tại sao tu mà không có lo học kinh kệ hành thiền mà chỉ lo đôi dép của mình mang thôi đó, thì đã trình lên Đức Phật khi mà Ngài có dịp ngự ngang qua. Thì Đức Phật Ngài đã hỏi và các vị tỳ kheo đó đã xác minh rằng bạch Thế Tôn, sự việc đó đúng như vậy. Sau đó Đức Phật Ngài đã khiển trách các vị tỳ kheo này là những cái vị không xứng đáng với cái người xuất gia. Tại sao đã bỏ tất cả những cái gánh nặng ở gia đình, ở thế tục, mà khi vào trong đời sống của một vị xuất gia lại đi làm những cái chuyện tổn hao cái thời gian, công sức, thay vì đó là cái việc học pháp và hành pháp. Và ngay cái việc này Đức Phật Ngài cũng khuyến cáo, cũng không mang lại một cái lợi ích gì cho bản thân mình và cho những người hộ độ, những người cư sĩ thiện tính. Đôi khi nó còn làm cho những người thiện tính cư sĩ hộ độ giảm mất cái niềm tin. Và qua cái duyên sự đó, Đức Phật Ngài đã chế định cái điều luật là không có mang những cái đôi giày, những cái đôi dép bằng những cái chất liệu khác nhau, như là bằng len, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc mani, bằng pha lê, vân vân, bằng đồng, bằng chì, bằng thiết. Nếu mà phạm thì bị tội tắc ác hay là đúc ca tá. Đó là những cái điểm mà được ghi nhận trong tạng luật. Nhưng có một cái điểm rất là hay ở trong cái điểm trong mà lúc mà Đức Phật Ngài chế định đó, thì này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thể chuyển dịch là giày ở nhà toilet, nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, và dép ở chỗ xúc miệng. Ở những nơi đó thì Đức Phật Ngài cho để những cái đôi dép, đôi giày. Thì thưa quý vị, thì đó là sự ghi nhận ở trong tạng luật liên quan đến cái duyên sự câu pháp cú số 292.
Và đặc biệt đó là duyên sự liên quan đến cái việc mà giày dép của chư Tăng. Ở bên xứ đạo đó, nhất là ở bên xứ Miến Điện, quý vị nào có từng đến hành hương hay là tu tập, quý vị có thấy là những đôi giày dép của chư Tăng á, thì có những cái cơ sở họ sản xuất đặc biệt riêng cái chất liệu cũng như là cái mẫu, hình mẫu đặc biệt riêng của chư Tăng. Nhìn vào là rất là dễ phân biệt dép của chư Tăng và dép của cư sĩ. Và những ở nơi giống như là ở Thái Lan có cái sự phát triển mạnh mẽ về vật chất, thì những cái người hộ độ cư sĩ đó, họ tạo mọi cái điều kiện để mà làm những cái vật dụng riêng biệt chỉ có chư Tăng, những cái nơi chùa chiền mới sử dụng, ngay cả cái thú côn, cái chén, cái bình bát, rồi cái túi dèm, rồi từ cái đôi dép, rồi từ cái dù, rồi từ cái món vật dụng mà chư Tăng sử dụng hàng ngày đó, thì họ cố tình để mà tạo ra kiểu mẫu riêng biệt, đặc biệt cho người xuất gia. Đó cũng là một cái hình thức để mà nhằm giúp tạo điều kiện cho chư Tăng có thể sử dụng một cách thoải mái, không có bị nhiều khi chư Tăng lại sử dụng không có đủ cái điều kiện, lại sử dụng những cái vật liệu, chất liệu hay là những cái hình mẫu của người cư sĩ đó, thì lại bị nhiều người ta không có thích, người ta nói ra nói vào. Những cái nơi xứ đạo họ có tìm cách giải quyết bằng cách là họ sản xuất ra những cái khuôn mẫu dành riêng cho vị xuất gia. Thì quay lại cái duyên sự, thì câu 292 này á, thì khi mà Đức Phật Ngài đã biết được nhóm các vị tỳ khưu xứ Pattaya này có cái sự chuyên tâm trong cái việc làm lụng, chế biến, tạo thành những cái đôi dép để mang, mà quên đi cái bổn phận xuất gia là người, cái bổn phận của vị xuất gia đó là học pháp và hành pháp, thì Đức Phật này đã khiển trách và này đã nói lên hai cái câu kệ ngôn số 292 và 293. Đó là không làm những gì phải làm, những gì không là nên làm thì lại làm. Các lậu hoặc của người ngã mạn và không có tâm niệm ấy sẽ tăng trưởng. Và 293 là những ai hằng chuyên thực hành thiện hành pháp niệm thân, không theo những gì không nên làm và chuyên làm những việc nên làm, lậu hoặc của người ấy, của người suy tư và có tâm niệm ấy sẽ chấm dứt. Thì chúng ta sẽ học câu ý nghĩa của câu 293 ở cái phần bài giảng sau. Bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái việc mà cái việc gì đáng làm và cái việc gì không đáng làm. Đối với vị người xuất gia tu sĩ đó, thì quý vị biết thì sau khi đã bỏ hết cái thế sự bên ngoài, mình có liên hệ gì với cái cuộc sống mưu sinh, làm những cái việc để mà kiếm cái cuộc sống sinh nhai, để tạo ra cái đồng tiền, tạo ra vật chất. Và sau khi rời bỏ gia đình, đi vào trong chùa, trong tịnh xá, để mà chuyên tâm hành đạo, học đạo, cái phận sự của người xuất gia đó, nó không có ngoài cái việc là làm lợi ích cho bản thân và làm lợi ích cho cái người có hữu duyên. Làm mà lợi ích cho bản thân đó, thì cái việc mà trao dồi giới định tuệ, trao dồi cái kiến thức Phật học, trao dồi cái việc mà thanh lọc tâm ý cho được trong sạch,
Sau khi đã làm lợi ích cho bản thân mình được tốt đẹp rồi, thì sẽ hướng đến làm lợi ích cho những cái người khác hữu duyên. Đó là cái việc mà hoằng pháp giảng đạo, mong rằng những cái lợi ích mà bản thân mình đạt được đó thì giúp ích cho những cái người hữu duyên hay là những cái người có ơn, như là bậc sanh thành, những người cư sĩ hộ độ trong cái việc nuôi màng. Sẵn trong cái việc mà nói về cái bổn phận hay là cái việc nên làm, thì không phải riêng cái người, cái bậc xuất gia, tại vì ở trong trường hợp duyên sự này là những cái bậc xuất gia, những vị tỳ khưu, cho nên Đức Phật Ngài đang có một cái thời pháp sách tấn khích lệ và coi như là cũng khiển trách đối với những cái vị tỳ khưu này. Nhưng liên quan đến cái việc mà phận sự hay là bổn phận thì những vị tỳ khưu, những vị xuất gia có bổn phận, và bên cạnh đó những người tại gia cư sĩ cũng có bổn phận. Người tại gia cư sĩ trong Phật giáo, thưa quý vị, có hai cái vấn đề, đó là mình đến nương nhờ Phật giáo với cái suy nghĩ đó là mình theo tôn giáo, thực hành theo cái nghi lễ, nghi thức, tụng niệm, cúng kiến, hay là làm theo những cái lời mà những cái vị xuất gia hướng dẫn. Còn một ý nghĩa thứ hai, một cái người mà đến Phật giáo đó là cái người có cái sự cầu học, tìm hiểu và gắn công để mà ghi nhớ. Bởi vì Đức Phật Ngài trước khi Ngài giảng thuyết giảng giáo pháp, thì Ma Vương đã xuất hiện và thỉnh Đức Phật Ngài nhập diệt ngay cái thời điểm mà Đức Phật Ngài vừa chứng đạo chánh đẳng chánh giác đó, thành đạo đó. Thì Đức Phật Ngài đã tuyên bố rằng khi nào tứ chúng của Như Lai thành tựu, có đầy đủ, phát triển và tự mình đứng vững, thì lúc đó Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Và đây mà những cái điều đó, tứ chúng của Đức Phật y như lời Đức Phật Ngài tuyên bố, đã thành lập, phát triển và tự mình có thể đứng vững trên đôi chân của mình, thì lúc đó Ma Vương đã xuất hiện và thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn một lần nữa. Lúc này thì Đức Phật Ngài đã xét lại cái lời hứa và đã chấp nhận cái lời thỉnh cầu của Ma Vương. Nói đến đây, điều này thì để cho tất cả chúng ta nhận thấy một cái điều: gìn giữ, duy trì Phật Pháp không phải là phận sự riêng biệt của bậc xuất gia, mà là sức mạnh của tập thể, của người xuất gia và hàng tại gia cư sĩ. Người xuất gia thì có nhiều cái thời gian, tâm tư để mà học hiểu thông giáo pháp. Còn người cư sĩ tại gia thì có bổn phận hành học hỏi giáo pháp từ chư tăng và hộ độ, hộ trì Phật pháp. Hộ trì Phật pháp ở đây không có ý nghĩa đó là chỉ riêng lo cho chư tăng về cái phần vật thực hay là tứ sự, mà hộ trì Phật pháp ở đây nó còn có nghĩa đó là giữ tâm thành tín
ở Đức Phật, giữ tâm thành kính ở giáo pháp và giữ tâm thành kính ở chư tăng. Rất là dễ dàng trong xã hội này quý vị có thể tìm thấy một cái người rất là hảo tâm giúp đỡ những cái bậc xuất gia khi mà có cái sự yêu cầu. Nhưng mà rất là khó tìm những cái người cư sĩ hộ độ hay là hộ trì Phật pháp bằng cả cái tấm lòng, bằng cả cái niềm tin. Mặc dù cái người đó chưa chắc đã có đủ cái khả năng kinh tế hoặc là cái khả năng của mình để mà giúp đỡ. Cho nên cái việc mà một cái người muốn gìn giữ cái giáo pháp, gìn giữ cái đạo Phật, thì không phải chỉ riêng cái việc mà hộ độ tứ sự không, mà còn một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là giữ tâm thành kính nơi Tam Bảo. Bởi vì vai trò của một cái người cư sĩ tại gia đó, thì chúng ta sẽ là những cái người hộ pháp. Và một cái vai trò khác nữa, đó là cái vai trò của người thừa tự pháp. Ở vai trò hộ pháp hay thừa tự pháp, cái vai trò nào, cái điều quan trọng trước tiên, đó là phải có đức tin, Tam Bảo, nghiệp báo nhân quả. Ở nhiều nơi, thưa quý vị, rằng ngay cả những cái người mà ở trong chùa, người cư sĩ mà đến chùa để mà ở lại trong chùa phục vụ Tam Bảo, giúp đỡ cho những cái vị xuất gia trong cái việc giống như là nấu thức ăn, dọn dẹp vệ sinh, hay là làm những cái việc nặng nhọc, chưa hẳn là những người đó đang đóng vai trò hộ pháp hay là thừa tự pháp, bởi vì phải xét những cái người đó có những cái đức tin Phật pháp, Phật pháp tăng hay không. Và những cái người cư sĩ tại gia mặc dù là rất là ít có thời gian đến chùa, rất ít có thời gian để gặp chư tăng, nhưng mà tâm của họ đó luôn luôn lúc nào cũng hướng về Tam Bảo. Sáng bắt đầu một ngày tự mình quy y, tự mình xin giới, thọ trì những cái điều học mà Đức Phật ngài đã dạy, rồi siêng năng đọc kinh sách, siêng năng nghe giáo pháp, siêng năng để mà tìm hiểu, trao dồi cái tâm tánh cho được tốt đẹp. Và những cái lúc mà hợp thời thì đến thăm hỏi chư tăng, thăm hỏi sức khỏe, thăm hỏi xem chùa nơi chư tăng ở có cần thêm y áo, vật dụng hay cần tu sửa cốc liêu, nhất là trước khi cái mùa vào hạ. Thì những cái điều đó là những cái việc mà cái người bổn phận của người cư sĩ, là những người có vai trò hộ pháp và thừa tự pháp. Bởi vì cuộc sống hiện tại thì bản thân Tịnh Đạt có nhận thấy, không riêng vì không riêng gì về chùa chiền, mà ngay cả trong xã hội đó, chúng ta đang sống ở trong một cái thời kỳ đặt nặng về vật chất. Dạ, chúng ta có thể nói một cách khái quát, đó là trong cái xã hội hiện nay, chúng ta đang sống nghiêng về nặng về cái vật chất và bị lãng quên cái phần tinh thần. Cho nên cái việc mà đi chùa hộ độ thì chúng ta sẽ đặt nặng về cái phần lễ phẩm, ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, nó to hay lớn. Và ít có ai có cái sự quan tâm đúng mức
nhu cầu của chùa đó hay là của cái vị sư đó là cái gì, mà chỉ quan tâm là mình có khả năng gì, mình có cái món đồ gì, mình có mình muốn làm cái gì. Cho nên nhân cái việc này thì Tịnh Đà cũng xin kêu gọi tất cả những cái tất cả chúng ta lưu ý thêm một cái điều, đó là nhu cầu của bản thân và nhu cầu của cái người nhận cái lễ phẩm. Người là người hộ pháp, là người thừa tự pháp đó, Thammarakkha hay là Thammadayakkha đó, là cái người trước tiên là có cái niềm tin vững chắc, rõ ràng, không phải là cái niềm tin vay mượn nơi tam bảo. Quý vị nghe cái niềm tin vay mượn, nhiều khi chúng ta không để ý đó. Ngay cả cái niềm tin vay mượn, kiến thức vay mượn, tri kiến vay mượn, mà chúng ta đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn. Niềm tin vay mượn tức là mình thật tâm, mình cũng không biết Đức Phật là ai, Đức Phật có cái hạnh gì, giáo pháp là ai, giáo pháp có cái lời dạy như thế nào, và chư tăng là ai, giá trị thực của cái vị xuất gia là gì. Thật tâm là chúng ta không có hiểu. Nhưng khi mà vào trong cái hội chúng đó, hoặc là chúng ta đi theo những cái bạn đạo đó, những cái vị đó có những cái lời hay là có những cái hành động, cái biểu hiện thành tâm, thành kính, quy y hay nương tựa Phật Pháp Tăng, và chúng ta nghe theo đó, và chúng ta nghĩ rằng mình cũng như những người bạn đạo đó, thì ở đây được gọi là cái việc mà niềm tin chúng ta vay mượn. Kiến thức vay mượn cũng vậy, kiến thức ở trong xã hội, kiến thức trong học đường, kiến thức mà chúng ta học Phật Pháp, nếu không khéo là chúng ta đều là vay mượn hết. Bởi vì đó là cái sự suy tư, nhận biết và đúc kết lại thành những cái con chữ, những cái ý nghĩa. Nhưng khi chúng ta đọc, chúng ta học á, thì chúng ta không có áp dụng, mà chúng ta chỉ lặp lại hoặc là nhắc lại, thì đó được gọi kiến thức vay mượn. Nhưng mà cái kiến thức nó không có áp dụng gì được cho cái bản thân mình. Cho nên cái việc mà làm một cái người hộ độ đúng mức, thì đưa cái điều trước tiên đó là chúng ta phải xét lại cái sự thành tâm, thành kính đối với tam bảo của chúng ta. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta đến với Phật Pháp đó, thì hãy siêng năng để mà tìm hiểu, học hỏi cho có cái sự hiểu biết, không vì những cái tập tục, không vì những cái hình thức bên ngoài mà chúng ta bị lung lay cái niềm tin, hoặc là chúng ta cho đó là Phật Pháp. Bởi vì từ ngay thời kỳ Đức Phật á, thì cũng có nhiều cái trường hợp xảy ra mà có Đức Phật là cái vị giải thích và chỉnh đốn. Cho nên quý vị thấy là Tăng Luật được Đức Phật Ngài thuyết giảng để chỉnh đốn những cái điều sai trái. Và trong cái thời nay thì có những cái điều ngoài cái Tạng Luật nhưng mà không có được sự chỉnh đốn hay là cái sự nhắc nhở kịp thời. Nếu mà chúng ta không có cái sự học hỏi cho nó được rõ ràng, minh bạch á, thứ nhất, những cái điều về hậu thế sau này chúng ta làm đó,
đôi khi chúng ta hiểu lầm, và chúng ta thứ nhất là chúng ta cho đó là Phật pháp là đúng, thứ hai là chúng ta vì những cái điều đó mà chúng ta không đồng ý, chúng ta lại bất mãn với Phật pháp, cho đó là Phật pháp không có đúng với chánh pháp. Cho nên cái điều sau, cái điều mà chúng ta có niềm tin rồi thì chúng ta cần phải học hiểu, tìm hiểu cho được nhiều cái khía cạnh khác nhau để mà có cái hiểu nhìn đúng. Trong thời kỳ của Đức Phật thì quý vị thấy có những cái vị cư sĩ thật sự đúng mức là những cái người cận sự nam, cận sự nữ. Họ làm những cái bổn phận rất là hợp thời và chu đáo, đại diện như là ông Thất Cô Độc, ông Anathapindika, hay là bà thiện tín nữ Visakha. Còn như lại là như là Lương Y Chiwaka, hoặc là Đại Đế Asoka. Đó là những cái vị có cái sự làm tròn cái phận sự bổn phận của một người cư sĩ tại gia, hộ trì giáo pháp và thừa tự giáo pháp. Riêng về cái ông Đại Hoàng Đế Asoka đó, quý vị có nghe là khi mà trong cái tỳ cái tập tâm tạng thì ông có xây những cái bảo tháp rất là nhiều để tôn thờ xá lợi của Đức Phật. Thì ông có hỏi ngài Mokkanlý Buddhadasa đó, ngài chủ trì trong cái buổi cái tập tâm tạng đó, thì cái việc mà xây dựng những cái bảo tháp thờ xá lợi nhiều như vậy đó thì từ trước đến nay có ai từng làm chưa? Thì ngài Mokkanlý Buddhadasa ngài trả lời là: từ thưa đại vương, dù khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền và cho đến nay cũng chưa có một ai làm được cái việc đại thí như thế này. Chỉ có đại vương là người duy nhất làm được cái việc đại thí này thôi. Thì lúc đó ông Đại Đế Asoka, ông rất là vui. Ông vui bởi vì cái việc đại thí của mình chưa từng có ai làm. Rồi vua mới suy nghĩ đó là: nếu ta là người đã làm được đại thí này, chắc hẳn ta là người thừa kế Phật giáo, hay là người hậu trì Phật giáo đó. Nghĩ vậy xong, Đức Vua bèn bạch hỏi trưởng lão Mokkanlý Buddhadasa: cái bạch tôn giả, trẫm đã làm được đại thí như thế này, vậy trẫm có phải là người kế thừa Phật giáo chăng, hay là người hậu trì Phật giáo chăng? Thì ngài trưởng lão ngài mới trả lời: thưa đại vương chỉ bố thí bốn món vật dụng thôi, dù có là đại thí chăng nữa cũng chỉ gọi là thí vật dụng pachyadayaka, chứ chưa phải là người thừa kế Phật giáo hay là người hộ trì Phật giáo. Đức vua thì rất là vui lòng trong cái việc đại thí của mình, nhưng mà nghe câu trả lời thứ hai của tôn giả Mokkanlý Buddhadasa thì rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà Đức Vua thì một người rất là thành tâm với Tam Bảo và muốn là người hộ trì đúng mức để mình gìn giữ giáo pháp, thì đó Đức Vua mới khởi lên một câu hỏi nữa. Đức Vua bạch hỏi trưởng lão chứ: người như thế nào mới gọi là người thừa kế Phật giáo, người hộ trì Phật giáo? Bạch trưởng lão, thì ngài Mokkanlý Buddhadasa ngài mới trả lời: người cha, người mẹ nào hoan hỷ cho phép con của mình xuất gia trở thành tỳ kheo, hay là người xuất gia trong Phật giáo, như vậy người cha, người mẹ ấy mới được gọi là người thừa kế Phật giáo, người hộ trì Phật giáo. Thì nghe đến đây, Đức Vua Asoka
khởi tâm, phát tâm, cúng dường những người con của mình vào trong Phật giáo, đó là Hoàng tử Mahinda và công chúa Sangamitta, xuất gia làm vị tỳ kheo và tỳ kheo ni ở trong Phật giáo. Sau khi xuất gia thì cả hai vị này đều đắc quả A-la-hán. Và quý vị biết trong lịch sử, công hạnh của hai cái vị này phải nói là rất là to lớn trong cái việc mà duy trì Phật giáo. Ngài trưởng lão Mahinda đã có công truyền giáo tại xứ Sri Lanka và làm cho Phật giáo ở nơi đây lớn mạnh, sâu rộng. Và ngài, cả ngài Sangamitta Tỳ Kheo Ni cũng đã góp công trong cái việc thành lập và cái công, cái sự tích mà được ghi nhận đó là mang nhánh cây Bồ Đề tại xứ Ấn Độ trồng tại xứ Tích Lan kỷ niệm. Và cái cây Bồ Đề đó được xem là cội cây trồng, cội cây được trồng lớn tuổi lâu năm nhất thế giới, bởi vì tuổi thọ cây đó là cũng là rất là lâu mà được cây trồng, chứ không phải là cây mọc ở trong rừng. Thì quý vị thấy đó là hai cái vị xuất gia, ngài Mahinda và ngài nàng ngài công chúa ngài Tỳ Kheo Ni Sangamitta, do cái sự thành tâm thành kính của ngài trưởng là ở ngài đức vua Asoka đó. Quý vị đợi cho sư chút xíu nha. Cái gì con? Sốt đang bận xíu, sốt đưa sao. Dạ, kính lỗi sư tăng và quý vị. Thì đó là cái tấm gương rất là vĩ đại. Ở trong thời kỳ Đức Phật thì có những người như là trưởng giả cấp cô độc hay là tín nữ Visakha, đặc biệt ngài nàng bà tín nữ Visakha đó, đặc hạnh của bà là quan tâm không những là những vị trưởng lão, những cái vị đại đệ tử, mà bà còn quan tâm đến cái đời sống của chư tăng, những cái vị tân tỷ kheo hay là những vị sa di nhỏ tuổi, cho nên những cái vị đó luôn luôn lúc nào cũng có cái sự mến mộ bà. Khi bà đến chùa thì bà đã hỏi thăm sức khỏe cũng như là vật dụng, nhu cầu, nhu yếu phẩm trong đời sống của chư tăng. Thì sẵn trong cái câu kệ Kinh Pháp Cú 292 này nói về cái việc nên làm và cái việc không nên làm. Ở đây là cái việc mà Đức Phật Ngài đã khiển trách các chư vị tỳ kheo tại xứ Pattaya. Cái việc xuất gia là cái việc học đạo hành pháp, nhưng các vị đó đã tắc trách dùng cái thời gian đó chế biến, chế tạo những cái đôi dép bằng những cái kiểu mẫu chất liệu khác nhau nhằm thỏa mãn cái sở thích của mình. Và Đức Phật Ngài đã khiển trách và đã khích lệ cho các vị đó bằng hai cái câu kệ ngôn pháp cú số 292 và 293. Với cái thời pháp thì nhóm tỳ kheo đó đã chứng quả A-la-hán, pháp thoại mang lại kết quả lợi ích cho hội chúng tại nơi đó. Một cái điều mà Tịnh Đạt đọc ở trong kinh Pháp Cú, nhất là các cái duyên sự đó, những cái câu kết sau cái thời pháp thoại, sau cái thời pháp thoại, là sau những cái câu sắp tấn. Những cái nhóm tỳ kheo đó hay là những cái nhóm hay là cái vị phạm lỗi đó được chứng quả ít nhất là tu đầu quần. Quý vị thấy là cái sự phạm lỗi đó thì không có ai là không có, không có ai là không có, nhưng phạm lỗi mà được cái sự chỉ lỗi, sắp tấn, nhắc nhở đúng thời đúng lúc,
phải nói là có lợi ích vô cùng. Cho nên cái việc mà chúng ta học đạo, nghe pháp hay là chúng ta nói chuyện với các vị xuất gia đó, thì cái điều đó cái lúc mà chúng ta không cần á, chúng ta không có thấy quan trọng. Nhưng mà đôi khi những cái lúc mà hữu sự đó, những cái lời sách tấn nó quý giá vô cùng cần, vô cùng tận thôi quý vị. Ngay cả bản thân những cái vị xuất gia như Tịnh Đạt á, thì những cái lúc mà chư tăng tụng kinh á, những cái lúc mà chư tăng sám hối, những cái lúc mà chư tăng làm tăng sự đó, phải nói là những cái hình ảnh tác động rất là lớn, làm cho mình cảm giác là sống lại trong cái thời kỳ của Đức Phật. Và chính những cái điều sách tấn, những cái điều nhắc nhở đó, những cái lúc mà chúng ta phạm lỗi hay là những lúc mà chúng ta dễ vui đó, thì những cái đó lại có cái sự cứu vớt, làm chỗ nương tựa cho mình rất là nhiều. Thì qua cái câu kệ ngôn pháp cú này, với cái duyên sự Tịnh Đàn xin chia sẻ với đại chúng ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề, mong rằng tất cả chư tăng và quý vị luôn luôn được cái sự bình an ở trong cuộc sống và luôn luôn gặt hái được nhiều cái lợi ích trong giáo pháp của Đức Phật. Tịnh Đàn xin kết thúc cái buổi chia sẻ ở nơi đây. Một lần nữa xin kính chúc chư tăng và kính chúc quý vị một mùa an cư 3 tháng mùa mưa được nhiều cái thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 292 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho hương chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Phật quả tu sắp bà măng la lăng rạc khăn tu sắp bà đê quả ta sắp bà bùa trà nữ phá quê na sà đà sò thị phong quanh tu kê. Phật quả tu sắp bà măng la lăng rạc khăn tu sắp bà đê quả ta sắp bà hàm má nữ phá quê na sà đà sò thị phong quanh tu kê. Bà quát tư sắp bà măng ở lăng rác khăn tư sắp bê đê quát tư sắp bà sẵn khá nữ hòa quê nê sà đà sò thi bà quanh tu tê. Tất cả phương bao hẳn có đến người cầu xin chư thiên hậu trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta, san ti quý hà ra qua, si ni, thu pê gá rê, bồ thi gá rê, tạ hình, tạ hình. Ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la vu cha ye pi cha an da sam pa sam se da cha ta a tha vô pa pa thi ca ni ya ni căng tham ma qua sang pa tít cha te sap pe bi duk khat sa kha ron tu song kha yang tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma tha ra cha put ga la sang kho hô tu sa mắc vô qua
ta tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô bút thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya ma quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai giờ lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cẩm giang sinh xuống.